Ôi, mày ném cái gì vào mồm tao đấy hả? Tao ném đất đấy. Giời ơi, sao khổ cái thân tôi thế, lấy được cái con vợ. Mày biết ông đang nằm đây ông làm gì không? Hả? Nằm đây làm cái gì? Tao đang hứng nước ở trên trời nó rơi xuống, khát nước từ đêm qua đến giờ. Giời ơi, sao lại lấy được cái con vợ nó như thế này, có khổ cái thân tôi không ghê lại. Giời ơi, sao mà ngu thế hả giời ơi? Ngu thế nào? Thế sao không đi ra giếng làng ấy, mà nằm đấy. Thỉnh thoảng người ta đi, người ta múc nước qua, người ta tạt cho một gáo mà uống. Thế nằm đây chờ sương, chờ đến bao giờ hả? Giời ơi, tao đi được ra đến giếng làng thì tao đã xuống tao uống nước rồi, việc gì cũng phải nằm đi chờ. Đi ra đây xa bỏ bố lên được ấy, chứ lại tao nằm đây tao há chờ xương xuống, hiểu chưa? Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông chờ sung đấy. Sao được lấy đi cái con vợ nó ngu thế này, có khổ thân tôi không? Chờ sung thì mày phải kê chõng ra gốc sung để ông chờ sung, chứ ông ngồi giữa sân này, nằm giữa sân thì sung đâu ra mà chờ hả? Mà sao lại ui sao có con vợ nó lười thối tây ra, có con trâu mày phải cho nó ăn thì tao mới mang đi cày được chứ. Mày lười như thế, mày không cho trâu nó ăn thì nó làm thế nào? Thì tao chả bán trâu đi, tao uống rượu còn gì nữa hả? Này, thế tao hỏi mày nhá, bây giờ có con trâu mày bán đi rồi, thế thì lấy gì mà cày? Mà không có cày thì lấy gì mà ăn? Rồi ôi, thế thì cứ ngồi đây mà há mà chờ. Rồi tao ơi, tao cũng ngồi đây, tao cũng há đấy, xem có cái gì rơi xuống rồi tao mày cùng ăn. Rồi ôi, rồi há cái mồm thôi, mày há cả chỗ đấy ra. Ui giời, đúng cái đồ lười thối thây, không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn cái đầu. Đầu gì? Ăn cái đầu gối này này. Mày há lại tao xem nào. Há không phải há cái đấy, há cái này này. Tiệt đấy. Này ngon đấy. Ngon cái gì mà ngon? Sáng ra rửa mỡ à? Mỡ cái gì mà rửa mỡ? Sao mày ngu thế? Tao có cách kiếm tiền rồi. Đúng rồi. Cả nhà mình có cái ăn rồi. Chồng đâu? Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy nữa. Nó đang nằm ở ngoài gốc sung kia kìa. Ôi thế à? Thế thì bây giờ thì mình sướng nhỉ? Sướng thì vào đây chứ, đừng lấy làm sao mà sướng được. Vào luôn. Thế, ngồi xuống đây. Cẩn thận đứt dây. Ôi giời ơi, cái gì cũng cẩn thận. Cẩn thận quá thì thôi, về nào, cầm dây cầm thước về. Thông cảm cho đằng này, lần đầu tiên làm chuyện đấy. Từ trước giờ đã bao giờ đi đò dạo như thế này đâu. Giời. Này. Nói nhỏ nghe này. Cái gì mà chả có lần đầu tiên. Mạnh dạn lên, chỉ sợ mai mốt đằng ấy lại nghiện, cứ quay lại đòi đo nữa. Thế thì thế bây giờ coi như là đò nhá. Đò thì chỉ cần gì nữa. Đò thì ấy, cởi ra đi. Cứ cởi luôn. Ừ. Thế nhưng mà không được. Sao? Như thế không công bằng. Sao không công bằng là như nào? Cởi thì ấy cũng phải cởi chứ. Không lẽ cởi lại cởi một mình. Cởi luôn. Đúng rồi, có làm thì mới có ăn. Còn không làm gì mà đòi ăn, chỉ có ăn cái đầu. Đầu. Cái đầu. Đầu đây rồi. Cái đầu gối này nè.
rồi nhá. Con này thằng này, dạ, mày đến đây làm gì? Mày làm gì ở đây? Ôi, dạ, chị nhà bảo em đến đo ạ. Đo à? Dạ. Mày đo cái gì? Mày ra đây, mày dạ. Ra đây dạ. Mày ra đây, nó bảo đo cái gì? Dạ. Mày đo cái gì? Dạ. Hả? Tôi có biết cái gì đâu, tôi đang nằm ở nhà ngủ thì anh ấy lao vào. Anh ấy bảo anh đo tôi có biết gì đâu. Ôi, mày, tôi... mày đo cho tao cái lì ấm dạ. Anh ơi ôi là anh ơi cẩn thận may nó đến anh ơi anh chị đây hả cái gì anh đừng có hô hoán bà con hàng xóm láng giềng nghe thấy thì chết em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa mà nhất là con vợ em mà nó biết thì được nó cắt cổ em à cắt cổ tao không phải đợi con vợ mày nhất tao cắt cổ mày luôn tao cắt cổ mày luôn muốn nào em xin anh cho em bồi thường à dạ bồi thường à dạ vâng có cho nó bồi thường không không làm sao mà bồi thường được danh dự của tôi mà mày định bồi thường danh dự của vợ tao bao nhiêu tiền dạ à đây dạ thưa anh đây em có hai quan tiền để hôm nay em đi lấy vải ạ. Mày nghĩ danh dự của vợ tao nó chỉ có được bằng hai quan tiền thôi? Ôi giời ơi, con vợ của thằng thợ máy đâu? Anh bé cái mồm của em không chết em anh ơi. Bao nhiêu? Mấy quan? 4 quan hả? Lại thằng kia! Dạ. Tao cho mày bồi thường danh dự của vợ tao ít nhất phải là 5 quan! Ôi anh ơi! Nhưng mà... Thế thì... Thôi như này nha! Còn 3 quan nữa thì... Ngày hôm sau em gửi nốt anh chị ạ! Được không ạ? Được rồi, cầm lấy! Dạ. Tao nói cho mày biết nhá! Dạ. Ngày mai mà tao đến mà mày không giả lốt cho tao 3 quan nhá thì tao sẽ nói chuyện với cả cái con vợ mày ở nhà nhá! Dạ. Đừng có đùa, tao kêu ầm ĩ lên! Bốp! Dạ vâng, em nhớ rồi ạ! Dạ. Làm sao thế? em chào anh chị em về! Sợ đái cả ra quần rồi. Xem nào. Tiền dễ kiếm quá mình ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô em biết nhá. Lần sau ấy là có vẻ mình phải vào thẳng cái gối luôn. Cứ đầu phải vào gối thì tôi mới phi vào được chứ. Trời ơi, được rồi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà lần sau là phải nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Gối luôn. Trời ơi. Bật ngay đi. Ây, từ nào. Ôi giời ơi. Buồn quá. Ôi giời. Cái gì? Nhầm. Đây là guốc của cởi mà. Thế guốc của mình đâu? Đây của mình mà. Ê, đây. Hai trái tim là một đôi. Thế của mình đây. Ôi dồi ôi. Này. Hả? Mày thế chứ gì? Mà này, hả? Sao quốc cứ không đi lên lệ cái phán nách như thế nào? Đi thì phát vừa rồi nhá. Con mà xuất cái mõm này à. Dạy. Cẩn thận đấy. Này. Hả? Cởi ơi. Cởi đây. Cởi cho mình hỏi nhé. Hỏi đi. Chồng cởi đâu? Úi giời ơi. Đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự đấy nữa. Làm cởi buồn. Sao lại vô tích sự? Sáng sớm người ra, đi ra cây sung, ôm gốc sung, chờ sung rụng rồi. Chiều mới về. Ôi giời. Chán lắm, chả được cái tích sự gì. Chả nhờ được việc gì cả. Uổng quá. Quá uổng. Uổng kinh thì được ý. Này, thì đúng là uổng thật ý. Đấy, làm gì thì mất uổng đi. Này, thì nó không ăn uống gì à? Không, nó ra đây nó chờ sung dụng nó ăn đấy. Ôi dồi ôi, đúng là phí của giời. Không ăn được ý, thì cởi mở cho cả làng này người ta xơi chứ nhỉ. Sao lại nói cởi thế? Cởi ơi. Cởi đây. Đố cởi nhá. Đàn bà thích cầm cái gì nhất của đàn ông? Giời ơi. Hỏi tiếp cũng phải hỏi. Cầm tiền, cầm vàng, còn cầm cái của nợ gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, thế mà mấy con hỉ ở trong làng ý
nó lại cứ thích cầm cái này này. Giời ơi, làm sao mà bằng cởi được. Uổng quá. Thế không muốn cởi giống mấy đứa kia không? Giống mấy con hiếm ở trong làng ấy hả? Ý giời ơi, thế thì nó lại thích cầm tay. Đi. Từ 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 từ. Giời ơi. Ý uổng quá. Thế mà nó bảo là đồng trinh. Nhưng mà đúng là ngon thật. Đã uổng. Ngon lắm. Uổng quá. Sao thế này? Ôi giời ơi! Sao mày không nói gì? Sao nó làm mày mà mày không nói? Ôi giời ơi! Mày ơi! Tại sao mày không vào? Thì tao phải nghe tín hiệu. Đã thống nhất là bao giờ có cái câu đầu gối thì tao mới lao vào cơ mà. Nhưng mà tao mới nói đến cái đầu thôi là nó đã đút vào mồm tao rồi. Đút cái gì vào? Tao đút cái rẻ đấy, không đút cái gì nữa. Ôi giời ơi! Mất hết cả rồi. Thì đúng là cái đồ ngu. Mà cái tận mày ấy, mày chứ còn ai nữa. Mày không thông minh, không thấy vợ mày ra thì mày phải đạp cửa mày xông vào xem mày làm gì vợ mày chứ. Ôi trời ơi, nó giết tao trong đấy mày cũng kệ tao à. Khổ thế, lấy được con vợ ngu, sao mày ngu thế. Mà cũng tại cái thằng Kim Hoàn ấy. Thiên sư. Thằng khốn nạn. Thiên sư cái thằng Kim Hoàn. Ôi trời ơi, đúng là mất hết cả rồi. Ôi trời ơi, đúng là đời mà không làm lại muốn có ăn thì chỉ có ăn cái đầu. Ú oa. Ú oa. Này, gia đình ngả nón trong đình, đình bao nhiêu ngói là anh thương mình bấy nhiêu. Điêu. Đừng kêu. Thế hôm qua tắt nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen là gì? Lụa có bỏ quên đâu, ắt ăn trộm của lụa đấy chứ. Điêu. Điêu người ta cho cái phi tiêu vào mồm bây giờ. Thế không cố tình để quên thì ai mà lấy được áo của lụa. Này. Cái gì? À thế thì đã làm sao? Làm sao là làm sao? Có thằng hơn ớt mấy tuổi ớt còn chưa sợ nữa là. Ơi. Thế có chuyện gì? À thế thì đã làm sao? Ê giời, làm sao là làm sao? Mấy thằng Ân mấy tuổi Ân còn chưa sợ nữa là. Thôi Lụa đi về đây. Ê này, Lụa. Lụa ngủ xuống đã. Này. Hoa. Hoa của người ta đấy. Ừ nhỉ. Thực ra là à thì Ân muốn nói là sao? Thôi, Ân muốn lấy Lụa. Ất muốn lấy lụa. Lấy lụa về rồi thế có nuôi được lụa không? Sao lại không nuôi được? Tráng năm nhi, vai năm thước rộng, thân 10 thước cao nhá. Ất có sức khỏe là có tất cả.
Ất Sĩ đi làm thuê 1 năm để có tiền lấy lụa. 1 năm nhưng vẫn không được thì sao? Thì 10 năm. 10 năm không được thì sao? Thì 20 năm. 20 năm không được thì sao? Thì 60 năm. 60 năm vẫn không được thì sao? Thì chỉ có 1 túp lều chanh, 2 trái tim vàng thôi. Đây này, cái 2 con tim nó hiểu nhau, nó đập thình thịch này. Sờ vào đây mà xem. Bố lụa không cho lụa lấy ớt đâu, bởi vì nhà ớt nghèo. Nông cạn. Ơ? Nông cạn. Sông có khúc, người có lúc. Không biết mai này ai giàu hơn ai đâu nhá. Tiền bạc nó không quan trọng gì cả, quan trọng là cái tình ấy lụa. Cái tình, hiểu chưa? Đi mẹ mồm đi. Úi dồi. Không có tiền thì cặp đất mà ăn này. Này, thế mày là thằng nào mà chõ mõm vào chuyện bọn tao? Vô duyên. Ờ, tức là lụa không biết anh à? Không. Nhưng mà anh biết lụa đấy. Anh tự giới thiệu nhá. Anh họ Nhất, tên Bồng. Cứ gọi anh là Nhất Bồng. Đây, không phải chuyện của mày, đi ra chỗ khác. À, thế thì làm sao? À, làm sao là làm sao? Này, hơn ớt này mấy tuổi ớt còn chưa sợ nhá. Này, mày không sợ chúng nó, ừ. Nhưng mà mày phải sợ tao nhá. Vì sao? Bởi vì tao là con của bố tao, là cháu của ông tao. Thì làm sao? Ông bà già tao lo hết, một mình tao chấp hết. Một mình tao chấp hết, tao cũng không sợ. Bởi vì sao? Tao có sức khỏe. Ôi, Cao Xanh ơi, tiền. Lụa ơi, cầu được ước thấy, ông trời thương cho mình tiền rồi. Đấy. Có tiền lấy lụa rồi, lụa. Lụa. Lụa thấy không? Cái thằng này nó nghèo, nhưng mà nó có đặc điểm. Đặc điểm gì? Nó nghèo nhưng nó lại hèn. Hèn bao giờ? Hèn bao giờ? Đấy, tôi nhặt tiền để tôi giả lại cái người mà đánh mất nhá. Trời ơi. Nhá. Dăm 3 cái xu lẻ mà cứ cuống ếch lên. Tiền ấy, đối với tôi nó không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe. Thế bây giờ anh thi đấu sức khỏe của tôi không? Mày thích thi cái gì? Chạy. Cái gì? Mày... chạy. Anh giỏi, anh chạy với tôi đi. Mày... mày xỏ xiên ông thôi. Tôi không xỏ xiên ông. Nhá. Mày... thôi được rồi. Con người ta bây giờ hơn nhau, nó không phải là sức khỏe. Mà nó là cái này này. Cái vấn à? Thế, lụa thế không? Cái câu trả lời ấy, thể hiện thằng ấy rất ngu rồi. Nó là cái này này. Tóc, tóc. Gầu à? Gầu. Tao miêu tả cho mày lần cuối nhá. Con người ta nó hơn nhau là cái chỗ này này. Okay. À, chán. Cái chán. Chán rộng được. Tao quá chán mày. Thôi bây giờ anh hỏi luôn lụa một câu nhá. Giữa anh và cái thằng rẻ rách này, lụa chọn ai? Lụa thích ai? Tôi không thích anh. Tôi cũng không thích anh. Nhớ nhá, giờ thằng này sẽ không để yên đâu. Hãy đi đấy. Giỏi thì thi chạy với tôi đi này. Mà ớt ơi, nhà anh ta giàu lắm. Lụa sợ có điểm chẳng lành ấy. Không sao đâu, đã có một người thông minh như ớt ấy thì lụa không phải lo nhá. Cái vấn đấy, tóc đấy với cái chán đấy thì ớt sợ cái gì, đúng không? Thôi để bây giờ người ta đưa lụa về nhá. Thôi, lần trước thầy của lụa đã cầm gậy ra đuổi ớt rồi. Thế thôi, về đi. Lụa về nhá. Dằm 3 cái vấn đấy, cái tóc, cái chán đấy, yên tâm. Lụa về đây nhá. À thế thì đã làm sao? À không sao cả, thôi lụa về đi. Lụa về đây. Lụa về nhá. Vấn này, tóc này, chán này, làm sao lại mình? Thằng này gặp chó đuổi ấy, thì không biết thằng nào hơn thằng nào đâu. Bổng ạ. Bóp cho nó nhiệt tình vào. Sang trái một tí. Lại quá rồi, sang phải. Mạnh vào sướng quá. Sướng nhất thầy đấy. Mày bạch cái tay vào. Dạ, con biết rồi thầy. Sợ cứ như là sầm sờ. Ông nuôi mày bao nhiêu năm nay chỉ nhờ mày có một tí thôi mà mày rất là thiếu nhiệt tình. Đây, được chưa thầy? Đúng rồi,
Đấy. Nói chung là không cưỡng được tuổi tác. Đến cái tầm này thì chắc là ông nào thì cũng xương khớp cũng có vấn đề hết. Ôi giời ơi. Lo cho con xong rồi thì thầy yên tâm. À mà thôi, vào trong nhà thay bộ quần áo mới để cậu đến còn ra mắt. Con có biết cậu là ai đâu thầy. Ồ, cậu nào thì tí nó ra mắt thì khác biết. Con có thích cậu nào đâu mà ra mắt. Không thích rồi mày gặp rồi mày sẽ thích nhá. Cậu này được cái to cao đẹp dai. Thế thì con nhà thì rất đàng hoàng, giàu có, nhất nhì ở cái vùng này. Đấy, thế con mà rơi vào cái nhà đấy có khác gì ở chuột xa chính gạo đâu. Mà đấy con lại còn báo hiếu cho thầy nữa đấy. Đi vào thay đồ đi. Ô. Dạ vâng. Ô hay, cái mặt mày cũng phải tươi tươi đấy chứ. Xỉ xỉ như là chì đổ nỗ ấy. Đi vào. Dạ vâng. Phụ ông có nhà không nhỉ? Phụ ông có nhà không nhỉ? Để mời cậu vào chơi sới nước ạ. Đỡ 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 đỡ. Nặng đấy, nặng đấy. Ôi dồi. À, hôm nay thầy tôi bảo tôi sang đây. Vâng. À, có chút lễ mọn, biết không? Ôi giời, nó nghệ khách khí quá. Cấm là cậu sang đây là vui rồi. Cần gì phải lễ mọn cái gì chứ. Xin hỏi xin phép cậu là cái gì đấy ạ? Mở ra thì biết. À, xin phép cậu ạ. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Sao đấy? Hả? Sao đấy? Sao nhiều vàng thế ạ? Vàng á? Ôi trời ơi, vàng cám ấy mà đáng bao nhiêu? Cậu ơi, ông nhà có nhầm không ạ? Không vàng cám đâu mà toàn vàng thỏi đấy. Ôi trời, đối với nhà tôi thì nó chỉ là vàng cám thôi, cho lợn ăn suốt chứ mà. Ôi trời ơi, mới hôm nay ra mắt mà mang nhiều quà thế này. Thế cậu cho tôi gửi lời với cụ nhà là tôi xin. Này. Thầy tôi bảo tôi sang đây là biếu ông. Thì ông phải dùng từ đó là nhận. Xin. Hả? Ai cho ông xin? Mày nói, mà tôi nói ông biết đấy. Sắp tới là ông làm nhạc phụ của tôi đấy nhá. Vâng. Ông nói chuyện nó cẩn thận đi. Dạ vâng ạ. Dạ. Gấp nhỡ nhời, gấp cậu thì mắng cái sơi sơi. vợ tương lai tôi đâu nhỉ? À, quên mất đấy. Ơ lụa đâu? Dạ. Mang cái dạ ra đây. Dạ, thầy gọi con ạ? Chả gọi mày thì còn gọi ai? Chào cậu đi con. Chào cậu. Lụa. Lụa. Nhớ không? Nhớ. Nhất bổng đây. Tôi đã nói với bổng rồi. Tôi không thích bổng. Bổng còn sang đây làm gì? Không thích bổng thì là bổng bé. Nhà phụ. Ăn cám rồi nhá. Này, mày ăn nó phải giữ mồm giữ miệng chứ. Này, nói với cậu nó phải nói cho đàng hoàng. Này, nhà phụ. Cái gì đấy? Sao mắng vợ tôi nặng nề thế? Thế con muốn ăn được nhiều cám không? Vẫn muốn ăn cám vậy. Nói lại đi. Nhớ nhẹ nhàng con nhé. Ở cái nhà này là thầy đặt đâu là con phải ngồi đấy. Con hiểu chưa? Nhá. Chỗ cậu đây là không còn chỗ nào hơn nữa cả. Ê, con phải ngoan nhé. À, dạ thưa cậu là thế này. À, xem liệu hôm nào ngày lành tháng tốt thì cậu bảo cụ ở nhà có ý kiến để ta xử lý luôn nhỉ? Ngày lành tháng tốt à? Ngay và luôn cho nó nóng. Ôi, dạ, con chào phụ ông à, con chào cậu ạ. Dạ. Mày cất ngay cái mặt đi cho ông nhờ nhá. Mày có biết là hôm nay là cái ngày quan trọng của gia đình không? Mày mò đây làm gì? Dạ con biết ạ, con thấy bà con chòm xóm bảo là nhà phụ ông chuẩn bị có đại hỷ để
đón cậu con trai của quan lớn về làm rể ạ. Dạ, thế đâm ra là hôm nay con đến đây là có chút quà mọn muốn chúc mừng cậu con rể của Phú ông. Dạ. Biết điều tôn trọng người lớn đó là kính lão đắc thọ. Thế thằng này thế thôi nhưng mà mũ nó thính. Dạ nhà con chả có gì, chỉ có mỗi quả dưa hấu hôm nay mang sang đây để chúc mừng và mời ông ăn ạ. Dạ. Biết điều tôn trọng người lớn đó là kính lão đắc thọ. Dạ. Này cái thằng kia ăn cắp ăn trộm ở đâu à? Ông lạ gì cái nhà mày, một tấc đất cắm rủi không có, thế lấy đâu ra mà chỗ đất mà trồng dưa? Dạ ông đúng là có mắt nhìn xa trông rộng, đúng là con có gì đâu, nhưng mà cái quả dưa này là con xin của hàng xóm láng giềng mang đến đây để mời ông ăn đấy ạ. Mày xin được thì mày mang về mày ăn nhá. Mày đói khát mày đã đi xin rồi, mày mang đến cho ông thì hóa là của người phúc ta. Con không ăn được, quả này chỉ mình ông ăn được thôi. Sao thế? Dạ ý con ấy là cái quả dưa này nó liên quan đến cái quả dưa ở trong bụng con lụa. Cái thằng này, cái quả dưa này thì liên quan đến lụa nhà tao. Thì ý con nói là cái quả dưa này với quả dưa ở trong bụng con lụa hiện tại ấy là bằng nhau. Cái cậu, cái gì? Cậu làm ăn cái kiểu gì đấy? Làm cái gì? Tại sao lại ăn cơm trước cổng? Khổ quá, tôi đang ăn được miếng nào đâu. Đằng nào cũng là của cậu rồi mà cậu làm ăn lạ thật. Mày bị điên này, sơ muối là cái gì đâu? Hả? Tóm lại cái quả dưa trong bụng cô là của ai? Cái thằng này, tóm lại nhà nào? Là của con. Quả dưa này và quả dưa trong bụng cô lụa đều là của con. Đó là quả dưa sinh đôi. À. Ôi giời ơi! Dơ giấy quá! Ôi, ông không thể chấp nhận được nhá. Ông nói với bố con nhà mày là ông không bao giờ chấp nhận những cái loại vợ như này nhá. Cái loại mày đừng hòng mà bước vào cửa nhà ông nhá. Cái thám này nhá, ông về ông cho lợn ăn nhá. Còn cái loại mày ý, cái chức lý trưởng nhá, dẹp. Ông về. Cậu ơi. Còn cái thằng này nhá. Dạ. Cậu bổng về à? Biết điều tôn trọng người lớn đó là kính lão đắc thọ. Biết điều tôn trọng người lớn. Ôi giời ơi. Hai đứa chúng mày bôi do chắt chấu vào mặt ông. Rồi ôi là giời ơi. Dạ ông ơi. Thế thì cậu nhất bổng về rồi thì con cũng xin quả dưa này về con ăn ạ. Đứng lại. Dạ. Mày định chơi cái trò mày bỏ đây này, mày đánh tháo đó phải không? Dạ đây là quả dưa cô đơn mà cuộc đời con giờ con nghĩ là con quả dưa cô đơn này nó hay hơn này. Đơn cái gì? Dạ. Mày vừa mới mở mồm ra là dưa sinh đôi mà mày lại bảo cô đơn là sao? Mày đứng lại ngay nhá. Dạ vâng. Không thì mày chết đòn với ông nhá. Ôi trời ơi, cậu ơi. Cậu ơi. Ất. Tôi và Ất đã có cái gì với nhau đâu? Sao lại nói thế? Ấy, ông trời tạo ra địa chấn. Và cái đầu của Ất là điểm nhấn. Là thế nào? Tôi chưa hiểu. Là một cú lừa. Phải lừa như thế thì Ất mới được ở bên lụa chứ. Tưởng tối dạ, hóa ra sáng dạ phết ấy. Mà đưa quả dưa đây, để người ta vào bổ dưa cho mà ăn. Ấy, người ta đã mất công sang đây rồi thì cho Ất bổ với. Sao lâu thế nhỉ? Châu ơi, liệu lâu đến nhỉ? Ôi liệu đấy à? Em đây. Ôi, sao lâu thế? Làm người ta đợi từ nãy giờ, mệt ơi là mệt. May mà có mỗi con trâu làm bạn đấy. Trâu nào? Trâu này này. Khổ lắm, hôm nay u em ốm, em trốn mãi mới ra được đây đấy. Ồ, thế là u này bị ốm à? Anh bảo này, bây giờ bên nhà có mỗi là Liệu với mẹ ở với nhau hơi buồn.
hay là cả hai mẹ con chuyển sang nhà anh ở đi. Ôi, làm sao mà được. Mình đã cưới nhau đâu mà sang nhà anh ở. Ủa gì, trước sau gì mà chả cưới. Ngại gì. Nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu. Cần gì phải chuẩn bị cơ, có như thế nào thì cứ dùng như thế. Nhưng mà thầy U Anh có khó tính không? Thầy U Anh á? Ôi dồi ôi, cực kỳ dễ tính luôn. Thầy U Anh còn mong anh lấy vợ hơn cả anh ấy chứ. Nhá, anh bảo này, thôi quyết rồi. Ngày mai anh sẽ dắt Liệu qua ra mắt thầy U Anh nhá. Có được không? Được. Liệu đưa anh vào này. Ra cái chỗ bụi rậm nha, anh cho xem cái này hay cực kỳ. Nhưng mà tối thế thì làm sao mà xem được? Không nhìn thấy bằng mắt thì cảm nhận bằng tay chân hoặc là cái gì đấy đi. Nhanh 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 nhanh. Rồi đi. Đi vào đây. Đấy, nhà anh đấy. Nhà anh đây á? Ừ. Thôi em đi về đây. Thế này, sẽ là về thế nào? Ngồi xuống. Tối ngày hôm qua đã thống nhất với nhau như thế rồi còn gì nữa. Nhưng mà em ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại được. Em cứ lòng ba lòng vòng. Đây này, nhà anh ấy, nó mộc mạc, đơn sơ, nó toành toàng thế này thôi. Thế này mà đơn sơ. Ừ. Thế này, em nghĩ đây là diện á. Có cái gì đâu cơ. Cả cái mảnh đất phía sau nhà anh nhá, chó là phải chạy tiếp sức. Cò đang bay ấy, rơi luôn. Ô, sao lại thế? Thì đang bay mỏi cánh rơi. Ôi, thế chắc nhà anh ăn chìm suốt nhỉ? Chưa chỉ nghĩ cái chuyện ăn uống thế nào. À, mà em hỏi này, thầy U anh có dễ tính không đấy? Úi dồi ôi, cực dễ nhá. Mấy cái đứa chơi đưa về thầy U anh cho cưới luôn. Mà nó còn xấu hơn em ấy. Đấy, 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 em biết ngay mà. Khéo miệng như anh thì thể nào có nhiều người không, yêu không, rồi. Không, 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 không. Anh nói nhầm, anh nói chưa đủ ý, tức là mấy cái đứa mà thằng em anh lần trước nó dẫn về là thầy U anh cho cưới luôn. Ồ, nhà anh có cái truyền thống nhá, yêu ở ngoài bao nhiêu đứa thì không cần biết, nhưng mà đã dẫn về nhà là cưới luôn. Thật không? Ừ thật mà, không tin à? Để anh gọi U anh nhá. U ơi, U. U đây. U. U ạ. Dạ, chào bác ạ. U này. U có như thế thì làm sao con lấy được vợ. U đã nói gì đâu. U không nói, nhưng mà cái thái độ của U, cái vía của U cứ cái hèm 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 như thế thì thầy con còn sợ, chứ đừng nói là con dâu tương lai này. Dâu tương lai à? Vâng ạ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Vâng ạ. U anh ấy là khẩu xà tâm Phật. Thế đây là Xoan hả? Cổ quá. Xoan nào? Đấy là cái Xoan vợ thằng nô người làm nhà mình. U anh bị cái tính là thương người. Đấy. Cứ coi như là coi người giúp việc như là người nhà đấy. Nhầm cả vợ của cái thằng người làm sang nhầm thằng anh ấy. Thế là tốt anh ạ. Ừ. Phúc đức là tại mỡ bác nhờ. Ờ, thế tên là gì? Đây là Liệu nhá. Liệu. Liệu. Nhớ nhá, đừng nhầm nhá. Liệu. Thế Liệu là con bà Đào ở xóm Đoài. Bà Đào ở xóm Đoài hả? Vâng ạ. Nhìn trông cũng được đấy. Thế đứng lên xem cái nào. Đứng lên, đứng ra đây. Nào, quay một vòng nữa xem nào. Mày hả? Phố pháp. Thế U này. Buồn cười nhỉ. Xem gì mà cứ như là xem lợn giống này. Ô hay. Con còn chưa sơ mũi được cái gì để phá của con. Phá đâu mà phá. Thì phải vỗ như thế mới biết nó nở nang. Cái hông này á, mắn phải biết. Tốt lắm đấy. Nhà này á, chỉ còn mỗi cái anh xỉu này là giờ chưa yên ổn. Dục mãi là giờ anh mới dắt về đấy. Nhưng mà U thấy không? Con là con trâu chậm nhưng mà uống nước trong. Thế tuổi gì nhỉ? Cháu tuổi Tuất ạ. Tuổi chó à? Thì hợp với anh xỉu quá. Ôi trời ơi, một đôi trông chó. Mai mốt về để thêm con lợn nữa là hợp cả lắm. Được đấy. Mà anh ơi, thầy nhà mình mất rồi hả? Cái gì đấy? Thầy anh vẫn sống sờ sờ. Ui, thầy con đâu nhỉ? Đang rửa bát ở dưới bếp. Ôi, thế à? Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy. Cái gì?
Thế ra bảo cái đang rửa rửa cái bát cho nó xong này. Ba là rửa bát đũa để sau thầy ơi. Chào bác ạ. Con giới thiệu với thầy, đây là Liệu, người yêu của con. Hôm nay con dẫn về để ra mắt nhà mình ạ. Liệu hả? Dạ. Đứng dậy. Xoay một vòng cho bác xem nào. Xoay lại. Cong cái mông lên. Ê, thôi, khổ quá. Lúc đấy là u kiểm tra rồi. Không phải kiểm tra nữa. Thế ngồi này, để bà kiểm tra sớm quá thì. Kiểm rồi. Các cụ nói rồi, đập đá phải nhìn thớ, lấy vợ là phải nhìn mông, còn lấy chồng là kén giống. Giống nhà mình thì quá tốt rồi, nhưng còn giống bên này không hiểu như thế nào. Nhưng mà tóm lại là rộng rãi, trân trọng. Thầy anh trân trọng lắm. Thế cháu ở làng này hay là làng nào? À, cháu ở thôn Đoài bác ạ. À, đặc biệt thôn Đoài hả? Dạ, thế bố cháu làm cái gì? À, dạ, bố cháu mất từ sớm rồi ạ. Từ lúc cháu còn nhỏ cơ, cháu không biết mặt bố cháu. Ô thế à? Dạ, rất đáng trân trọng. Này, thế còn mẹ cháu thì tên là gì? Dạ, mẹ cháu tên là Đào ạ. Đào à? Dạ vâng. Có phải ở cổng nhà cháu có một búi tre không? À, đúng rồi ạ. À? Ừ, sao bác biết ạ? À? Bác sang nhà cháu chơi rồi hả bác? Búi tre tội lỗi. Ờ, thế thì là ông, thì ông biết nhà rồi gì? Biết rồi thì ta tổ chức đám cưới thôi. Nếu mà biết rồi. Cưới xin cái gì? Riêng cái trường hợp này là không thể cưới được. Thầy, thế là sao đấy thầy? Không có là sao với răng gì hết. Tối nay sẽ có sao với răng nhá. Riêng trường hợp này là không có cưới. Không. Ôi thầy ơi, con với Liệu là yêu nhau thật lòng mà tại sao thầy lại cấm cản bọn con chứ? Chúng bỏ cái tay ra. Mày lấy ai thì lấy, như riêng con Liệu này không được lấy. Ôi tại sao lại thế ạ? À? Cháu làm gì có lỗi hả bác? Vâng. Cháu không có lỗi, nhưng mà cái bụi tre nhà cháu có lỗi. Thì để cháu về cháu chặt bác à? Vâng. Trời ơi, muộn rồi, bây giờ chặt cũng không kịp nữa. Muộn là như thế nào con chả hiểu gì. Ôi, hỏi thầy của con. Thế là như thế nào? Rồi tôi sẽ nói. Mà tóm lại nhá, con Liệu đi về. Để gia đình nhà bác họp gia đình một chút nhá. Thế bác đi về. Khẩn trước đi về. Anh bảo này. Em cứ về đi, rồi mai anh lại qua nhá. Yên tâm, nhà anh có truyền thống là đã vào đây là phải cưới rồi. Tay! Cứ ngồi xuống. Cháu xin phép ạ. Đi về. Về nhớ không được chặt tre đấy. Ông làm sao đấy? Thầy làm sao đấy? Đã bảo là tối thì sẽ có dao với răng nhá. Răng chả sao. Mãi con mới yêu được Liệu. Nói ông chính ông ấy. Ông cứ giục con nó lấy vợ, bây giờ nó mang về cho ông lại làm trò. Thế là như nào? Nhưng mà nó mang về không phải đối tượng. Cái đối tượng này không lấy được. Tại sao thầy, không lấy được? Con nói cho thầy U biết, cho thầy U mà không cho con cưới Liệu nhá. Con chết. Mày có biết làm sao không? Làm sao mà phải chết? Thầy em. Thế tại sao không cho con cưới Liệu? Nó là em ruột mày đấy. Hả? Hả cái gì? Chính cái bụi tre tội lỗi. Cái lần mà tôi với bà cãi nhau đấy. Thế là tôi bỏ nhà ra đi, buồn quá sang cái làng bên cạnh đi chơi, thế là thấy mẹ đang buộc trâu ở bụi tre, thế là tôi la cà đến đấy, thì tôi đói quá bà cho tôi ăn, thế là tôi biết ơn, tôi ngủ lại một đêm ở đấy, thế là không nghĩ bây giờ nó lại ra thế này. Ôi giời, thế là Liệu là em gái ruột của con ạ? Chứ con gì nữa? Ai, thế thì con không lấy được Liệu. Ôi giời, tôi đi chết đây. Ôi con, trời ơi, từ từ đã, không việc gì phải chết. Không, ôi giờ không lấy được Liệu thì con sống làm cái gì nữa? Con xỉu, trời ơi, con vẫn lấy được. Vẫn lấy được. Lấy được thế nào? Là như thế nào? Cái lộn tông à? Ông, tôi thương con lắm. Nhìn thấy con thế này, U không cầm được nước mắt. Cho nên là U phải nói ra một sự thật. Sự thật gì ạ? Ông, tôi xin phép được nói lên sự thật. Bây giờ sự thật của ông đã rõ ràng trước rồi. Bây giờ là đến sự thật của tôi đi sau. Thế nào? Là thằng xỉu. Nó cũng không phải là con ruột của ông. Hả? Tức là con vẫn lấy được Liệu đúng không ạ? Lấy được. Liệu ơi, anh yêu em Liệu ơi, anh với Liệu ơi. Ông buồn à? Đúng là tại anh. Tại à? Tại cả đôi bên.
đi là đi chợ Tết tè 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 Tết ha. Thế bà nó chưa đi nghỉ hả? Ông đi đâu giờ mới về? Hôm nay tôi đi khắp làng uống một trận rượu hung thần. Chúng nó mới biết là tôi là một thằng uống rượu vi rượu như thế nào. Vi rượu quá. Thế công nợ như nào? Ông đòi được đến đâu rồi? Công nợ hả? Tôi thực hiện đúng cái ý đồ của bà. Không thằng nào thiếu tôi được một kém. Tốt. Thế đâu tiền đâu? Tiền hả? Tiền đâu? Hay, tiền đi thu nợ về đâu? Tiền thu nợ về. Cái lúc tôi đi trên đường có thằng nào nó theo tôi không? Chán chưa cái chị Lị? Đâu? Ô hay. Đây. Tôi đã đòi là toàn tiền có lỗ sỏ. Không thiếu một kém. Sao có một nửa này? Nó có thế thôi. Thế tôi bảo ông đi đòi nợ thì ông phải đòi cho nó bằng được chứ lại đòi một nửa thế này. Bà tính toán rằng nếu mà thằng nào còn thiếu mai tôi đến nhà nó, tôi gô cổ nó lại để tôi đòi tiếp. Trời ơi. Sắp tới là phải trả công nhiều lắm đây này. Công ai? Còn cả công của thằng nô nữa đấy. Cái gì? Thằng nô nào? Cái thằng nô mà nó đi cày ruộng tát cá cho nhà mình hả? Chứ còn sao nữa? Cái thằng ấy thì làm sao phải giả nó nhỉ? Đúng, thằng đấy làm sao phải giả nó? Rượu vào này, trí khôn nó mới ra được. Mà lại đây tôi bảo, lại gần đây. Đúng rồi. Trời ơi, thiết cả cổ của tôi. Cứ theo như thế mà làm. Phải rồi. Nó còn làm hết cả kho thóc như mình cơ mà. Đời nào mình phải trả nó tiền. Bà đi vào cứ theo thế mà làm. Con chào ông ạ. Thằng nào ấy? Dạ con nô đây ông ạ. Dạ ông ơi. Thế mày là nô hả? Con nô ạ. Để dạ, nói việc gì? Dạ chả là cuối năm. Dạ cuối năm hả? Dạ. Thế thì cuối năm nhà nô là chuẩn bị tết nhất đến đâu rồi con? Dạ cũng nhờ ơn đức của ông bà. 4 năm nay con đi ở đợ cho ông bà nhưng chưa tết nào con có tấm mao mới, cũng chưa có cái gì mang về cho vợ. Toàn vợ con nó nuôi bao cô không. Thế mày đi uống rượu hết à? Con đi uống rượu đâu. Con toàn đi làm nó cày ruộng bổ củi tát ao cho nhà ông bà đấy chứ ạ. Thế thì không uống rượu mà hết tiền. Thì ông bà. Dạ ông nói thế thì con biết hỏi ai ạ. Thế là ông chưa trả công cho mày hả? Dạ con không dám nói thế ạ. Chả là dạo này vợ con ở nhà nó lại nuôi mấy cái tàu há mồm nó đói quá ông ạ. Dạ. Được. Hôm nay ông sẽ trả công cho mày. Dạ ơi. Hết cả 4 năm luôn. Nhà con nhà ông. Nghe ông nói. Dạ. Nhà nhà sẽ vui như Tết. Đúng không? Ông lại có cả thưởng Tết cho mày luôn. Có cả thưởng Tết. Có cả lương à. Lại ông một lại thì ông thưởng. Dạ, con lại ông à. Dạ. Bà ơi. Bà ơi. Ôi trời ơi, ôi trời. Ôi trời ơi. Đây. Trời ơi khỏe lắm. Đây nhá. Sao? No. Dạ. Tại sao con khóc? Ông ơi, Tết thì phải cúng gà trống chứ. Sao ông lại cho con gà mái? Cái đầu, đúng là cái đầu thằng nô. Này,
cầm lấy đi con. Dạ. Đây là công của con trong 4 năm làm việc cho ông. Thế... lại cả thưởng Tết luôn đấy. Công 4 năm con đi ở đợ. Ờ? Và công 4 năm lương của con là con gà mái cúng Tết nè. Ông ơi, thì lương của con, ông giả cho con đi. Rồi mày chẳng hiểu cái gì sất. Bà giải thích cho nó hiểu. Thôi, ông Văn hay chữ tốt, ông giải thích đi. Thế này con nhá. Dạ. Con gà mái thì nó sẽ đẻ ra gì? Nó đẻ ra trứng. À. Trứng thì ấp nở thành con gì? Nở thành con gà. Con gà lại đẻ ra gì? Nó đẻ ra con gà. Lại đẻ ra quả trứng. Cứ thế kiếp luân hồi. Chẳng mấy mà vợ chồng mày nhá. Thế thì hóa ra là đây là con gà mà đẻ trứng vàng nè. Ôi giời ơi. Trứng ấp ra con gà. Mang về nhanh không ông thay đổi. Ôi giời ơi. Còn đội ơn ông bà. Ông bà tốt với con quá. Đúng là con gà nó đẻ ra trứng. Đúng. Trứng nó lại đẻ ra gà. Đúng. Ôi giời ơi. Nó ra hàng một con, hàng nghìn con đi chứ. Chẳng mấy lúc mà giàu. Ôi, con đội ơn ông bà, con xin bác con về ạ. Chắc là vui nhà con vui lắm. À mà này Nô. Dạ. Còn một việc nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Ông muốn nhờ con nốt thì dạ. Là coi như là hết việc của năm nay. Ôi giời ơi, ông đã cho con cái con gà mái này rồi thì ông nhờ gì chả được. Dạ. Thế mai con sang nhà thằng Dậu. Dạ. Nhá. Con đòi cho ông 30 thùng thóc. Dạ nhá. Dạ. Nó cũng vay mượn của ông bà cũng lâu quá rồi. Dạ vâng. Thế nhá. Mai con sẽ đi lấy về cho ông bà ngay. Dạ. Thế ông bà nghỉ ngơi sớm, con xin phép con về. Dạ. Ôi giời Bu ơi, có con gà mái rồi Bu ơi. Nhớ là đòi cho nó khéo khéo vào. Nó mà không giả đánh tuốt xác nó ra. Rõ chưa? Dạ. Bà thấy không? Đàn bà có sâu sắc thì cũng như cơi đựng trầu thôi. Bố ơi! Trời ơi! Đây, 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 đây! Trời đây! Ôi trời ơi! Có cái tết rồi! Có cái tết rồi! Đi đâu mà cả ngày chả thấy mặt gì cả! Tết nhất mà chả giúp vợ con cái gì! Cứ đi đâu suốt đi! Vừa gặp chồng thì chả nói hỏi thăm được một câu. Cứ quát tôi xơi xơi suốt ngày thôi. Tết năm nay tôi khác cái đấy. Có cái gì? Có công rồi. Bố ông trả lương à? Bố ông trả tiền công 4 năm liền nha. Bao nhiêu tiền? Cái này còn hơn cả tiền ý. Cái này giá trị lắm. Cái gì? Nó là cái con gà này. Ôi ông giả cho tôi 4 năm tiền công cả một con gà mái này đây. Ôi Ngọc ơi là Ngọc ơi. Ngọc cái gì? Phụ nữ đúng là nông cạn như cơi được trầu. Chả hiểu cái gì cả. Phú ông bảo tôi nhá. Con gà mái này nó sẽ đẻ ra một quả trứng. Quả trứng nó nở ra con gà. Và cứ thế con gà đẻ trứng. Quả trứng nở ra con gà. Như thế từ con gà mái này nó phải đẻ ra cho mình hàng vạn con gà ấy chứ. Ngốc ơi là ngốc. Ngốc cái gì? Chả biết cái gì cả. Không biết cái gì. Suốt ngày quát thôi. Thôi Bu nó đừng có nói nữa. Tôi phải vào tôi đi ngủ. Sáng mai tôi còn đi đòi nợ cho Phú ông đấy. Đi đòi nợ? Ừ. Đòi nợ ai? Đòi nợ thằng Dân. Nó nợ Phú ông 30 nồi thóc. Tôi phải đi đòi bằng được thì mới được sở hữu con gà này đây. Này tôi bảo này. Ừ. Hiểu chưa? Ôi ngồi. Sảnh cái tai lên mà nghe đây này. Hiểu chưa? Thôi đi bà đi ngủ. Làm sao có thể bỏ được con gà quý này? Ông ơi! Đứa nào ông con ở ngoài đây? Dạ con Nô đây ông ơi!
Nô nô nghịch nghịch cái gì nào? Con về rồi ông ơi. Nô à? Ông. À thằng nô. Thế tại sao bây giờ mà mới dẫn xác này về đây hả con? Dạ thì hôm qua ông chả bảo con là đi đòi nợ là gì? Hôm qua ông bảo đi đòi nợ à? Dạ vâng. Đòi ở nhà nhà thằng Dậu đấy. Lấy 30 nồi. À 30 nồi thóc. Nhớ rồi. Nhưng mà ông ơi, sao? Chả là vợ chồng nó lần như chặt từ sáng đến giờ. Con vừa canh thấy vợ chồng nó ở cửa con ập vào. Thế là con đòi được 30 nồi thóc về đây cho ông thì đấy. Đòi được chưa? Đòi được rồi. Có khó thì ông nhờ con chứ. Dạ. Đòi được rồi hả? Dạ. Đây, nếu thế thì ông thưởng, ông thưởng, ông ôi thưởng. Ôi trời ơi, năm nay em còn thưởng à. Thế là nhà mày có mấy đứa con nhỉ? Dạ, con có 5 cái tàu há mồm ạ. Dạ. 5 tàu há mồm ạ. 5 đứa thì mày bổ nhờ ông à? Thôi dạ. Thế này nhá. Dạ. Ông mừng tuổi. Dạ. Về đi ra chợ mua cho con út đấy. Dạ vâng. À, một cái áo thôi nhá. Dạ. Thì còn quần thì vợ chồng con phải lo nhá. Dạ. Đấy. Con... Thế thóc đã mang vào kho cho ông chưa? Dạ con chưa. Thế sao chưa? Thế thì thóc đâu? Dạ thóc của ông à? Ừ. Thóc của ông đây. Ba mươi nồi thóc của ông đấy. 30 nồi thóc có bằng này á? À? Dạ vâng. Mày nghĩ ê, ông là thằng nào? Ê, ông lại nhanh quên thế. Hôm qua ông chẳng bảo con là gì. Ông quên à? Ông đưa cho con gà mái. Ông bảo con gà mái sẽ đẻ ra quả trứng. Đúng. Quả trứng lại đẻ ra con gà. Nở ra con gà. Và cứ thế luân hồi biết bao nhiêu con gà ở trong. Và chẳng mấy lúc thì sao? Vâng. Thế nhưng mà 30 nồi thóc của ông có bằng này á? À? Thì chỉ có từng đây thôi. Đây thì 30 nồi thóc này từ trong một nắm thóc. Nắm thóc nó sẽ ra cây mạ. Từ cây mạ nó lại lên cây lúa. Từ cây lúa nó sẽ trổ bông. Đấy, sau đó là lại là lên bông. Rồi mình lại làm ra hạt thóc. Hạt thóc lại lên cây mạ. Cây mạ nó lại lên cây lúa. Chẳng mấy chốc 30 nồi đấy thành 3 vạn nồi chứ à. Mày giỏi. Mày đúng là con của ông. Mày sáng dạ lắm con ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì năm sau là ông sẽ phải xây cái kho để thóc mới. Dạ. Thế con xin phép ông bà cho con lại nhà. Con về nhà cho bu nó với các cháu ăn bữa no no để ngày mai còn đón Tết. Được. Dạ. Con chào ông ạ. Dạ. Về nhá. Dạ. Thế sau rằm lại sang làm cho ông nhá. Dạ. Cái gì mà vui thế? Bà này, mình chọn được cái thằng ở. Tốt quá mình ạ. Ở nó cày ruộng cũng giỏi. Bắt cá cũng khéo. Bổ cùi cũng khỏe. Đi đòi nợ cũng được. Thế nhưng hả? Nhưng mà nó thông minh sáng dạ quá. Thế là nó đòi được 30 nồi thóc rồi hả? 30 nồi thóc của nhà thằng Dậu. Đòi nó còn được lãi nữa. Thế à? Thế nó đã cất hết vào kho chưa? Đấy, 30 nồi đấy. Có nghĩa là cái thóc này ra riêng nó sẽ gieo xuống thành cây lúa. Cây lúa nó lại đẻ ra hạt thóc. Xong ta lại lấy cái hạt thóc đấy, ta lại gieo tiếp. Này, tới có khi mình phải mua ruộng cả làng mới đủ cái chỗ mà trồng thóc đấy. Chả mấy mà giàu. Ôi giời ơi. Hả? Là ông bị nó lừa rồi. Lừa thế nào? Gầy ông lại đập lưng ông à. Lấy đâu ra thóc mà ăn. À. Tuổi già như gió mùa thu, con cái khôn lớn là thầy u được nhờ. À, ngon không mình? Ngon quá mình ạ. Con đồ ăn mình nấu ngon thật đấy. Chiền.
thầy con là cứ muốn là chăm sóc chồng con lớn lên nhanh như thổi ấy, để còn làm việc người lớn thôi à, chứ bé bé thế này chả làm ăn gì được à. Cứ nhìn các con yêu thương chăm sóc cho nhau là thầy thấy ấm cái lòng, mát cái già. Quá. Thằng ớt thằng ớt đâu mày chết chuông ở dưới đấy à, vác cái già của mày ra đây cho tao. Giời ơi, đi xuống lấy rượu cho thầy chứ làm cái gì ở dưới ấy. Cái chum rượu của thầy to như thế lại đậy lắp chặt mà thầy uống cạn đến tận đáy rồi múc mãi mới được chứ thầy tưởng à. Tao tưởng mày chết dưới bếp. Đưa đây. Sao có lúc nào thầy cũng mắng con thế này thế nào? Cứ nhìn thấy anh ấy là tôi thấy ngứa cái mắt rồi. Nhìn vợ chồng nó đây mà học. Thầy nói thế chú nó lại Rồi ơi. Tưởng có vợ hoài lớn tướng tận này tuổi rồi ăn vẫn còn mớm nút nút, chắc làm được cái việc gì ngứa hết từ cái mắt à. Rồi. Ngứa à? Ha, thế chú cũng ngứa được như anh đi rồi hãng nói nhá. Trời ơi. Thôi được rồi mình ơi, no chưa no chưa? Anh no rồi. Cơm no rồi, thế bây giờ đi bỏ cưỡi nhá. Dạ, xin phép thầy, thầy cứ dùng bữa để con bưng nhà con đi tắm cho nó mát ạ. Dạ, xin phép thầy ạ. Mình dạ, đưa anh đi tắm chứ không ạ, anh ngứa cả người rồi. Nào, đi nào. Ôi giời không ừ, rồi. Đi, đi. Thầy cứ bênh nó chầm chầm ấy. Người thì bé tí. Đấy vợ về rồi mà ăn cơm cũng phải mớm mớm nút nút. Tắm rồi dắt nhau đi tắm. Nhìn nó có ngứa mắt không? Ngứa mắt hả? Hả? Anh chê vợ chồng nó à? Anh có giỏi thì anh ngứa mắt được như vợ chồng nó đi. Lớn bằng từng này rồi mà vô duyên, vô dạng, vô dáng, vô hình. Chả có chó nào nó thèm vời. Tôi nói thật với anh, ngày bé thì còn có cái tí duyên. Đến khi anh lớn, ấy, giống cái thằng điên trong làng. Nha, anh xem ở trong cái làng này, có cái đứa con gái nào nó để ý đến anh không? Con gái làng này nhá, đầy. Con thích lấy vợ lúc nào chả được. Ui trời ơi, chỉ cần một ngày nhá, con ngồi ra chỗ quán của thầy ấy, có đứa con gái nào đi qua, con tán được luôn. Thầy có tin không? Một ngày á, một ngày ngồi ở quán của tôi là lấy được vợ ngay á. Chứ còn gì nữa. Này, tôi cho anh ngồi cả tháng luôn nhá. Nếu mà anh lấy được vợ ấy, thì á, bao nhiêu của lả tôi dành, tôi cho anh tất nhá. Thầy nhớ đấy nhá. Thầy nhớ rồi, thầy nói đấy nhá. Thầy nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Rồi. Tôi thách anh đấy. Thầy không phải thách con. Mai ra cổng làng luôn. Này, mai ra cổng làng luôn. Thầy nhớ đấy nhá, thầy nhớ lời thầy nói đấy nhá. Tôi nhớ rồi đấy. Thôi, đi lại ngó nghiêng ít thôi. Có đi lại nữa thì cũng không hết được cái vẻ vô duyên đâu. Ngồi xuống. Tại thầy ý. Tại gì tao? Này, thầy không hiểu mày. Mày giống ai mà mày bé thì còn được, càng lớn lên thì càng vô duyên. Cao cái đầu, lớn cái thân, nhưng mà không bằng. Cứ nhìn cái thằng anh mày, mới nhìn thầy mày đấy này. Rồi, thầy cứ nhìn, thầy nghĩ mà xem. Con gái làng này có đứa nào là con không trồng cây si, trồng cây trúc ở cổng nhà nó đâu. Nhưng mà tại sao nó lại không lấy cái con làm chồng à? Nó bảo thế này này, không về làm dâu nhà ấy được. Ông bố nhiều vợ quá. Này, mày đừng đem cái vẻ xấu xa vô duyên của mày mà mày đổ hết sang tao nhá. Con gái nó không yêu mày là do mày không ra cái gì. Con thầy mày đến đây, anh mày kia kia không duyên ra. Dáng
cả gái làng này nhá, thầy mày là gái trẻ vẫn còn mê tít thò lò nhá. Không, không ra cái gì cũng là con thầy nhá. Tao cũng chả biết mày có phải con tao không. Thế không con thầy con bu thì con ai? Con ai ấy? Con ai thì phải gọi bu mày dạy hỏi thì mới biết, chứ tao biết làm sao được. Con nói với thầy nhá, thầy cứ đại đấy, con gái làng này đi qua hôm nay có đứa nào con tán nữa đấy cho thầy biết mặt nhá. Đợi à? Mấy chục năm nay tao vẫn đợi đấy, đợi dùng cả nông chân, đợi nổi cả gân ra mặt đấy. Này, mày mà yêu được ấy, bao nhiêu ruộng của nhà cỏ mày tất. Cứ phải nói thẳng đấy này, thầy mày ấy, cứ chấp mày trước. Rồi, thầy chấp con trước, thầy đợi đấy nhá. Đợi, tao vẫn đợi đấy. Có đứa nào đi qua đây? Chấp mày trước. À, đấy rồi. Chấp mày trước này. Đi đâu? Này. Em ơi, ước gì em hóa thành lò, anh thành que củi anh thò vào trong. Thế hay là em ơi, ước gì em hóa thành con trâu, anh đây thành con đỉa, anh bâu lên mép đùi. Hay là ước gì, em ơi, ước gì em hóa thành một cái chum, anh thành một cái gáo, mình tung tung mình múc nhau, tung tung mình múc. Này, ê, có đồng ý yêu anh không? Mình về nấu cơm chung một nhà nhé. Này, không yêu thì cũng phải nói một điều cho xong. Có yêu không? Có yêu không? Hả? Yêu cái thằng thầy nhà mày. Ơi. Thằng thầy nó đây. Đấy, thấy chưa? Con tán nhưng mà lại yêu thầy. Yêu thầy thì về nhà với thầy. Thế thì của thầy tán. Cẩn thận ngã người ta bây giờ. Ôi giời ơi. Trời ơi. Tưởng thế nào? Già rồi còn cố. Trông thế này ai mà chẳng muốn cố. Thế nào? Bây giờ xong xuôi công việc rồi. Đưa tiền đây cho đằng này còn về. Tiền à? Tiền thì không có thiếu, nhưng mà nói thật, bế một cái thịt đụng thịt, da chạm vào da, thấy người nó cứ bồi hồi. Này, hay là góp gạo thổi cơm chung đi. Nỡ mà. Thế nhá. Mình ngồi xuống đây. Đây, nhà tôi đây. Nhà cửa tành toàn, chả có cái gì mình ạ. Thế này mà mình còn bảo là tành toàn à? Niềm mơ ước cả đời của em đấy. Mơ ước cả đời của em mà. Thế thì từ nay không phải ước nữa nhỉ. Ơ kìa, ai người ta nhìn thấy xấu hổ, chết mất đi được ý. Này, bao nhiêu năm ăn dè hạt tiện mới xây được cái nhà, chả có cái gì, tích được thêm vài cái ống bơ vàng thôi mình ạ. Ôi, có thế thôi á? Ừ. Gà trống nuôi con, kiểu gì mà tích cóp giỏi thế nhở? Này, dạ. Các cụ nói cấm có sai tí nào. Các cụ bảo là cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Thế nào mà anh lại vồ vào cái duyên mình? Thì đúng ra mình là con dâu anh đấy. Nói thế mà cũng nói được. Hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy người ta lại dị nghị. Mình có hai thằng con trai, nó mà nghe thế á, tôi mất cái uy đấy. Thách bố nó cũng không làm giảm được cái uy của mình. Thế thì phải làm nở mày nở mặt lên cho tôi đi nhá. Có tôi, tôi nói một câu là chúng nó xanh mắt cáo. Thì đúng ra là có phải
đầu tiên ấy là cái thằng ất nó chả tán mình còn gì. Thôi. Thế mà thế nào mình lại thích tôi, mình lấy tôi. Đúng là cái duyên cái số nhỉ. Mình sợ mất cơ uy à? Để tôi gọi chúng nó lên, gọi tôi lên dạy dỗ nhá. Vâng. Thằng ất, thằng ơ đâu rồi? Dạ. Ra thầy bảo đây. Vâng ạ. Ô, người yêu thằng ất đến chơi đấy à? Ngồi xuống đây. Không phải ơ, ai làm gì đâu mà ơ, còn nhà mắt dày, thất lễ. Dạ bẩm thầy, hôm trước con chả thấy ở quán nước đầu làng nhà mình ấy, thằng ất nó chả sàng xê rồi còn gì nữa. Không phải ơ, hôm trước khác, hôm nay khác. Hôm trước cái thằng ất sàng xê, nhưng mà cô dần cô ấy đổ lại mê sang thầy. Thế nên sẽ có một ngày thầy đây cũng đổ, cô dần càng mê. Ất, mày nhìn cái gì? Thằng ất đâu? À, dạ, ất ơi! Ơi! Lên thầy bảo lên đây. Dạ. Dạ, chào thầy. Này. Hả? Không nhận ra người quen à? Hả? À, chào dân, chào dân, chào dân. Rồi, để tôi dạy chúng nó. Này, từ nay, thầy trịnh trọng tuyên bố với các con, dân sẽ là vợ của thầy, là gì của chúng mày.